Thank you.
đi tắm mà con cũng tìm mẹ là sao? Ồ, sao đi đâu? Đi đâu? Chắc mẹ đi đâu này? Ồ, con chưa tôi chết rồi. Mon con vô rồi, phá xe đi rồi. Mẹ vô mẹ lấy con ra đã nhá. Sẽ đi hôm qua ngủ được á, nên bây giờ con để yên cho Sherry ngủ nha. Nha. Không quá. Con muốn chơi với Sherry á. Tí nữa Sherry dạy mẹ cho con chơi với Sherry nha. Cô Vi con muốn chơi với Sherry không? Ừ. Hai đứa nhớ Sherry hả? Thôi bây giờ ở đây mẹ chơi với hai đứa nha. Rồi mình đợi Sherry dạy rồi mình chơi với nhau nha. Có chơi không? Nha, mình nhé, mình không buồn nha. Mình bữa nay nhớ Sherry lắm rồi, mình muốn chơi với Sherry đúng không? Đúng không? Ổ. Thương ngon nhé. Ổ. Tí nữa mẹ nói với Sherry nha. Ok không mẹ mẹ? Nào bây giờ hai đứa ở đây chơi với mẹ nè. Này, cô Vi lên bắt chăm sóc tóc cho mẹ nè. Vi ơi. Này, cái chị lên chăm sóc tóc cho mẹ đó, đứng lên. Đứng này, bắt tóc cho mẹ đi. Đúng rồi. Đúng rồi, cô Vi bắt chỉ cho mẹ nha. Đấy, bắt chỉ cho mẹ đi. Ổ. Bị bắt cái gì nhỉ? Ba có muốn bắt ký cho mẹ không? Ừ, cho mình bắt ký cho mẹ nè. Nè, đây. Đấy, chị có bị bắt ký cho mẹ đó. Ôi trời, nhiều chí quá hả cô Bi? Hả? Ôi trời, cô Bi chăm chỉ đấy. Ô, con sẽ đi dậy rồi. Sẽ đi ơi, lại đây mẹ nào. Ô, con dậy rồi hả? Sherry nè nha. Nè, ngồi đây. Rồi, mình để yên đi, để yên đi cho Sherry nào. Ừ. Chị có bị lỗi em ấy nha. Sherry mệt đấy, Sherry nhõng nhẽo quá rồi.